xin chào các bạn thì uh, như mình đã nói thì trong năm nay mình sẽ làm cái nhiều cái video hay ho để cho các bạn thế nhưng mà cái thời gian để làm video cũng thời gian để edit video chuẩn bị kịch bản từ việc là uh, chuẩn bị kịch bản lên slide rồi ngồi thu quay edit nó khiến tốn quá nhiều thời gian để làm một cái video chắc là nhanh cũng phải một ngày mà lâu thì cũng phải tính theo tiếng đấy là hai, tiếng tiếng đó. đó mà lâu thì cũng phải mấy ngày thì uh, từ việc là chuẩn bị tài liệu đến việc edit nó, nó khá mất thời gian vì thế là nếu tại vì thời gian mình dạo này mình cũng bận nữa cơ thành ra là có thể là tầm giữa năm thì mình sẽ không bận nữa đó thì mình sẽ làm các video cho bạn cho các bạn uh, một cách chi tiết và đầy đủ nó chủ đề hà thôi từ thế và tất nhiên là để chống mốc thì hôm nay mình sẽ có một cái nội dung video nói chung là khá là nâng cao dành cho những bạn nào mà, mà mà thật sự là muốn tìm hiểu thì mình thấy là ở đa số mọi người người ta sẽ hướng dẫn các bạn là cách thu âm mic nhạc này rồi chọn mic rồi ba la ba la ba la bơ lơ nhưng mà có bao giờ các bạn thử suy nghĩ rằng là tại sao khi mình sử dụng một cái mic giống như người ta mình sử dụng đồ thu âm giống hệt người ta mình sử dụng hẳn project hẳn project luôn giống của người ta tại sao mình không hát hay tức là cái tiếng nó không hay được như người ta thì trong cái video này đó là một cái câu chuyện là mình sẽ nói về tất cả mọi thứ liên quan đến một câu chuyện cơ bản đó chính là sự bóp méo về âm thanh, distortion và saturation trong trong quá trình vận chuyển âm thanh để chúng ta hiểu được và chúng ta sẽ hiểu được là làm thế nào để chúng ta có thể là mua được cái đồ tốt hoặc là lựa chọn thiết bị tốt, đúng không ạ? Có nhiều người quan điểm rằng là thiết bị tốt là thiết bị uh, nó phải đắt tiền, cái điều, điều điều đó hoàn toàn đúng. Tuy nhiên là tốt và phù hợp là hai chuyện khác nhau. Bình thường chúng ta sẽ làm việc với cả nhạc cụ, đúng không ạ? Chúng ta nhạc việc giọng hát thì ở trong này mình đa số mình sẽ Sử dụng là cái vấn đề là chúng ta sẽ liên quan đến giọng hát nhiều hơn bởi vì có rất nhiều người người ta sẽ nói chuyện về cái giọng hát đó Thì Đầu tiên Đúng không ạ Đầu tiên đối với tất cả mọi người Mọi người sẽ bắt đầu từ việc là sẽ có thiết bị thu đi Thiết bị thu đầu tiên chúng ta sẽ là cái mic Như mình đây là một cái mic Cái mic là gì Cái mic là công cụ chuyển đổi âm thanh từ Lực lén không khí đó ạ Chuyển thành tín hiệu điện Đó Chuyển sang dây điện mà Đó làm Chứ mồm mình làm sao phát ra điện rồi đúng không ạ Thì riêng bản thân cái mic đúng không ạ chúng ta cũng tương đương thôi mua mic condenser hay dynamic hay ribbon thì đơn giản là nó sẽ có cái chất âm khác nhau mic xịn nó cũng sẽ có chất âm khác và mic đều nó có chất âm khác khi nào ta nói rằng là khi chúng ta chọn mic thì chúng ta chọn mic nó có độ nhạy độ nhạy ở đây là gì độ nhạy theo quan điểm của mình ạ, đó là chính là sự uh, thu âm được tất cả các cái trường độ một cách đều nhau âm thanh không bị bóp méo quá nhiều khi các bạn uh, âm thanh bị bóp méo ở đây chính là bóp méo chính là Distortion tức là tạo độ nhiễu trong tín hiệu âm thanh Bình thường khi tín hiệu âm thanh mình nói chuyện ra đây là mà là nó kiểu Khi các bạn nghe thấy nó mềm mại mà nó ấm mà nó đều nó mịn tai á Mà nó nghe giống như kiểu là có hơi thở có độ ấm lên xuống một cách rõ ràng Mà nó không bị gắt không bị nhọn đầu khi bạn thu âm Đó tín hiệu sóng không bị nhọn đầu Thì tức là Đó là một cái mic tốt Tuy nhiên là khi các bạn làm việc với tất cả các mic các bạn sẽ thấy rằng là uh, đa số mọi người sẽ mua mic condenser. Mic condenser là một loại mic điện tử dùng cái cái cái, cái độ giãn chân không ở giữa ở giữa hai cái màng ngăn phía trước và phía sau đó để tạo ra một cái uh, lực nén uh, tức là thay đổi về dòng điện bên trong. Thì cái mic condenser là người ta sẽ cấp bộ điện 48V để làm gì để để tạo ra cái sự nhiễu điện nhờ vào cái lực lén chân không bên trong cái mic nó giữa hai cái màng ngăn của mic condenser đó chính vì thế là cái mic condenser về một cái cái lý thuyết nào đó thì nó là thuộc dạng là tạo độ biến dạng đúng không ạ dựa dựa trên tín hiệu điện gốc vì thế mà tín hiệu điện gốc được cấp 48 v vì thế mà khi các bạn dùng cái dây điện đẻo đúng không ạ khi người ta cấp đi cấp điện vào mà các bạn dùng cái dây điện đẻo các bạn dùng dây kết nối âm thanh nó có nhiễm tín hiệu điện tất nhiên là condenser đã bị noi thứ hai là do condenser nó sử dụng cái kết nối chân không bên trong giữa hai cái màng ngăn đấy nó dẫn đến cái vấn đề là Thật ra là cái vấn đề kết nối chân không mình cũng không mình cũng không nhớ lắm đâu nhưng mà thì như là thế đó thì thì nó sẽ dẫn đến một cái vấn đề đó chính là nó sẽ bắt cái nó sẽ tạo cái độ distortion nó rất là nhiều nhiều hơn nhiều so với một cái mic gọi là dynamic và nhiều hơn nhiều so với một cái mic read chính vì thế mà khi chúng ta thu âm mic condenser các bạn làm mà sử dụng nhiều mic rồi từ mic condenser mic response đến mic uh, demonic, các bạn thấy thấy rằng là những mic condenser mà người ta bán hai thị trường ấy thì thì nó hay bị một cái đó, đó chính là độ gắt của tiếng nó quá là nhiều độ gắt ở đây là thể hiện cái lượng distortion cái lượng tín hiệu âm thanh bị bóp méo nó rất là nhiều trong khi đó là mic uh, mic là một dạng mic rất là thông thường mic dynamic thì nó không cần không cần điện cấp vào nó nhưng mà mic dynamic thì, là bị một cái vấn đề gì mic dynamic thì tín hiệu điện vào nó thấp hơn mic condenser tại vì nó không được cấp điện nên nó tín hiệu điện lại ít hơn đòi hỏi mic dynamic phải có một cái gọi là preamp hoặc là một bộ kích điện để tăng cường độ lên hoặc là đơn giản thôi khi các bạn vặn cái gain ở trên cái audio interface đó, đó các bạn phải vặn nó nhiều hơn một chút đó nhiều hơn rất nhiều có thể nhiều hơn rất nhiều mic ritbone cũng tương tự như thế các bạn phải vặn hơn rất nhiều so với một cái mic condenser còn mic condenser các bạn vặn nhẹ cái là nó đã bắt rồi chính vì nó vặn nhẹ nó bắt thời nó biến dạng âm thanh như thế chính vì thế là mic condenser nó khiến cho âm thanh nó bị nhiễu nhiều hơn khả năng bắt kỹ hơn Ờ, ở những cái phần noi nước nó các bạn nghe rất là kỹ nhưng mà nếu mà các bạn sử dụng một cái mic dynamic, Mic dynamic thì cấu tạo nó khác. mic dynamic cấu tạo đơn giản nó chỉ là một cái cục nam châm và một cái lò xo xoắn. khi lò xo, nói chung là lò xo điện ngày xưa các bạn đi học vật lý thì có một cái lò xo đấy mà nó là cử động nhún ra nhún vào đó. khi chúng ta hát đúng không nó tạo ra lực lén và cái lò xo đấy nó cứ co đã này này, đó. thì trong cái lò xo đấy nó sẽ tạo ra điện, điện thì nó sẽ truyền vào âm thanh đó, nó sẽ tạo ra tín hiệu điện và khi nó có cái lò xo so lén đó thì nó dựa vào cái nguyên lý là lò xo so lén chứ không phải lý, lý và lực chứng không đó chính vì thế là mà khi cái tín hiệu điện qua cái uh, mic con uh, mic dynamic mic diamondic nó sẽ uh, chuyển động một cách nhẹ nhàng mềm mại và nó yếu hơn mic condenser và tất nhiên là cái lượng mà distortion tức là lượng phá tiếng tức là lượng uh, âm thanh tiếng bị, bị 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 nát bị phá nó sẽ thấp hơn mic condenser Chính vì thế là khi các bạn sử um, dụng mic uh, Dominic, đôi khi các bạn sẽ thấy là a à, dùng mic Dynamic thì âm thanh nó mềm mại hơn. Đó, nó mềm mại hơn mic condenser. Vậy thì tại sao người ta lại mua mic condenser nhiều hơn mic Dynamic? Mic Dynamic nếu uh, mà dòng đắt tiền ấy, ví dụ như con SM7B ủa của Su á nó đắt dã man luôn mà cái mic mà nó dài dài thon thon nó đắt dã man luôn. Nhưng mà nếu các bạn mà đúng SM7B uh, đúng rồi, SM7B đắt dã man luôn. Mặc dù được cấu tạo nó nó vô cùng đơn giản nhưng mà nó cực kỳ đắt đó nhưng mà các bạn mà sử dụng mic condenser này thì nó lại cực kỳ rẻ mic condenser là mic cực kỳ rẻ luôn và dễ chế tạo nữa vậy thì mic condenser đắt tiền lên đến hàng nghìn đô và mic uh, condenser rẻ tiền nó khác nhau gì khác nhau chính là cái độ biến dạng của âm thanh khi các bạn sử dụng cái mic condenser rẻ tiền đó, thì nó cái sự biến dạng của âm thanh tức là bạn ấy nhìn khi các bạn tăng hai ở bất kỳ một điểm nào trong cái giải tần của nó các bạn sẽ nghe thấy tiếng nó cực kỳ bị harmonic bị chua bị vỡ trong khi đối với những cái mix xịn hơn thì các bạn khi bạn kéo eq tại bất kỳ một điểm nào đó bạn sẽ thấy là nó, nó rất là ngọt rất là mượt ở bởi vì nó không bị phá vỡ nhiều các giải tần số đơn giản là các tần số nó rất là mượt mà Cái này nó không bị gợn sóng không bị răng cưa nhiều đó thì nó mix xịn nó như thế tuy nhiên phẩm chất của cái mix condenser là luôn luôn tạo ra sự biến dạng nó sẽ tạo ra độ gắt chính vì thế nó sẽ phù hợp hơn với việc là các bạn hát nhạc uh, nhạc nhạc trẻ Tại vì nhạc trẻ đối với nhạc trẻ nó các bạn họ hát gắt tiếng thì không vấn đề gì cả. Và thứ hai nhạc trẻ thì nó sử dụng nhạc điện tử rất nhiều. Vì thế là cái tiếng điện tử người ta thấy thích sử dụng những tiếng satus, tiếng distortion đấy là âm thanh nó sẽ gắt và nó tương đồng với độ gắt với nhau. Thì nó lại rất là phù hợp. Nhưng mà nếu bạn sử dụng uh, dành cho nhạc vàng thì mình đảm bảo là nếu mà hát nhạc vàng với mic condenser thì nó không không có hay. Đó. Và thứ tiếp theo là Mic ribbon, rib thì là mic sẽ sử dụng một cái tấm lập là giữa hai thanh nam châm và tiếp điện vào để giữ ổn định cái tấm lập là tức là giữ ổn định cái mức nhiễu ở à, mức 500 uh, đấy thôi. Vậy thì vậy thì mic ribbon là sử dụng tấm lập là mic uh, dynamic thì sử dụng một cái miếng đúng không ạ? co giãn không khí tạo ra cái cái lò xo bên trong nó co giãn. Vậy thì hai cái mic này phẩm chất nó là về cơ bản đó là vật lý về thế đó nó tương đương là giống nhau vậy thì hai cái mic này nó sẽ cho gì cho chất âm bao giờ nó cũng mềm mại hơn mic ờ, uh, Condenser vậy thì nếu các bạn là mà muốn hát nhạc trẻ nhạc nhẹ nhàng các bạn nên mua mic diamond hoặc mic ribbon còn nếu các bạn là mà hát nhạc à, hát nhạc vàng đúng không đó thì các bạn mua ribbon còn nếu các bạn là mà muốn uh, uh, kiểu dạng như là nhạc trẻ trung khỏe khoắn mạnh bạo thì nó tên sử dụng con sensor vì con sensor nó có lượng distortion nó nhiều hơn Điệu, uh, lượng lượng uh, gọi là lượng biến dạng nhiều hơn tất nhiên là mic nào nó cũng sẽ có lượng biến dạng thì vì nó dùng điện mà các bạn đó biến dạng không chỉ ở từ mic và nó biến dạng từ uh, nguồn dây điện nữa tiếp theo là khi nó có sự biến dạng ban đầu như thế rồi thì các bạn sẽ đi qua một cái uh, cục audio interface một cục sao cạc nó gì đấy thì trong cái cục sao cạc ấy nó cũng có sự biến dạng riêng của nó <laughs> tổng hợp của rất nhiều cái sự biến dạng đó nó tạo ra một cái sự biến dạng mà các bạn sẽ không bao giờ các bạn nhận được từ bất cứ đâu Vậy nên các bạn hiểu rằng bản chất của âm thanh nó sự biến dạng của âm thanh Dù ít hay nhiều, dù xịn hay đều nó đều có sự biến dạng Và sự biến dạng gắt hay sự biến dạng tốt này nó sẽ có phù hợp với giọng các bạn hay không Đấy là cái điều mà nó sẽ làm ra phẩm chất âm thanh khi chúng ta mix nhạc sẽ khác nhau Sự biến dạng từ mix, sự biến dạng từ preamp nó có hợp với giọng của bạn hay không đó là các bạn hiểu các bạn mình nghĩ, tại vì khi đối với một giọng hát mỗi một con người ta một giọng hát đều có một cái lượng uh, biến dạng khác nhau, cái âm thanh của chúng ta đang nói này thì nó ngoài việc là âm thanh uh, để 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 hình thành ra âm thanh nhá, đó thì mọi người đều phát âm chữ a chữ b chữ c đều như nhau, nhưng mà có người nói thanh, có người nói uh, nói 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 thanh, có người nói dày, có người nói ấm, có người uh, nói nó hơi gằn một tí, hoặc có người nói nó hơi chua một tí đó thì những cái đấy gọi là những cái, cái sóng bồi âm những sóng uh, harmonic những sóng distortion nữa một số người sẽ có những sóng bóng biến dạng cái biến dạng của giọng này nó chỉ khác giữa người này và người kia khác nhau nó sẽ tạo ra cái, cái 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 âm thanh chất giọng khác nhau để chúng ta phân biệt giữa người này và người kia cũng giống như kiểu nhạc cụ vậy cùng là piano với cả guitar cùng đánh một nốt na chẳng hạn nhưng mà kiểu rõ ràng là cùng một loại lá tại sao nó không lại không giống nhau mà nó lại khác nhau tại vì cái nó sẽ có cái harmonic cái bội âm cái overtone đúng không ạ và có đi biến dạng khác nhau chất âm khác nhau cùng là guitar cùng một loại dây tại sao guitar này nó đánh khác cái kia vì nó có rất nhiều yếu tố từ vật liệu tất cả mọi thứ nhưng mà về quy chung về quy chung về uh, về về sóng về sóng điện mà nói nó nó là một sự biến dạng về âm thanh vậy khi khi những cái sự biến dạng này nó kết hợp với gì bị biến dạng của bản thân chúng ta kết hợp với sự biến dạng vốn có của mix của cái uh, sao cạc thậm chí là biến dạng linh tinh nữa khi các bạn mix nhạc thì các bạn phụ thuộc vào loa kiểm âm đúng không ạ vào tai nghe rồi uh, ba la bờ lờ lăng nhằng nó sẽ tạo ra một cái sự sự khác nhau như thế và cái sự biến dạng này nếu mà nó cộng hưởng với nhau thì nó sẽ tạo ra một gọi có thể là tạo ra một sự biến dạng tốt nhưng mà nó lại khi nó không cộng hưởng được với nhau thì nó sẽ tạo ra một cái biến dạng xấu mà biến dạng xấu thì khiến cho giọng chúng ta thu vào mặc dù sử dụng một cùng một Project sử dụng cùng một cái Mix sử dụng một cùng một uh, cách setup Nói chung là sử dụng giống nhau nhưng mà nó lại không không phù hợp với với giọng chúng ta thì rõ ràng là các bạn sẽ ra một bản thu âm nghe rất là tệ chính vì thế là cái bí quyết đầu tiên để các bạn có thể là là, 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 là có một bản thu tốt cho giọng mình hoặc ca sĩ hoặc cho bất kỳ ai thì hãy chọn mic hãy chọn đồ thu âm phù hợp với người đó tất nhiên là tất cả các chuyên gia hay là tất cả các nhà phân tích người ta sẽ bảo là ừ uh, 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 thì cứ chọn cái loại này thì vì đa số người ta sẽ chọn như thế thì cái đấy cái đấy cũng là đúng cái đấy cũng là đúng đa số nó chọn như thế tuy nhiên là uh, đấy là đối với những cái người không kỹ tính thôi còn đối với những người kỹ tính người ta sẽ, sẽ chọn theo cái người ta mong muốn nhiều hơn vì thế người ta phải sử dụng nhiều mic người ta test nhiều cái để người ta chọn ra. Tại sao nghệ sĩ này người ta lại thích cái uh, dòng mic này, nghệ sĩ kia lại thích cái dòng mic kia, hoặc là người lại thích cái đàn này thì người ta thích đàn kia chứ người ta không thích cái đàn này khác, người ta không thích cái mic khác bởi vì người ta cảm thấy rằng là đối với cái mic này họ xử lý với nó phù hợp. Kể cả kể cả khi bạn là một người uh, kỹ sư âm thanh kể cả khi bạn là một nhà mixing uh, giọng hát cho một ca sĩ khác chẳng hạn thì bạn thấy rằng là việc làm chủ âm thanh của bạn với cái mic mà bạn lựa chọn đúng không ạ tại vì bạn quen cái mic cái cái kiểu xử lý rồi thì bạn thấy nó dễ dàng hơn là việc mình xử lý với một cái mic lạ nào đó giả dụ như là người ta sẽ ví dụ như trong một cái job thu âm bạn thu âm uh, với một cái mic lạ và một cái mic quen thì rõ ràng với một cái mic quen bạn sẽ mic nó tốt hơn bởi vì bạn đã quá thân quen với tất cả các cách các sửa lỗi cũng như cách chỉnh sửa eq cũng như là tạo điều kiện cho nó rồi thì quá là quá là dễ dàng tuy nhiên là mix hay mic đều, ừ thì mic xịn xịn hơn đó. Nhưng mà mình thấy rằng có rất nhiều người sử dụng mic xịn vẫn như mic đều. Vậy thì cái 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 điều quan trọng ở đây là gì? Điều quan trọng là ở đây là ngoài việc các bạn có mic xịn rồi, thì các bạn phải hiểu cái phẩm chất của cái mic đấy. Khi các bạn không hiểu phẩm chất của cái mic đấy, không hiểu cái phẩm chất của cái đồ đạc đó, không hiểu phẩm chất đúng không cái mà như mình nói là cái distortion cái độ nhiễu tiếng cũng như là cái độ tương phản trong âm thanh trong tần số hay còn gọi là sự tương phản trong tần số đó đó gì thì, thì các bạn không thể làm một mic tốt được đấy đấy lý do tại sao mà chúng ta phải dùng mic quen có thể là một cái mic một cái mic lạ bằng tạ cái mic quen nhưng mà thật ra là các bạn nên suy nghĩ rằng là lên uh, sử dụng cái mic nào mà các bạn khi bạn chủ chỉnh 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 EQ chỉnh tần số mà các bạn thấy nó thay đổi rõ ràng nhất thì các bạn lên lên mua cái 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 mic đấy. Thật sự là nó chỉ khác nhau ở chỗ là khi các bạn chỉnh EQ mà các bạn thấy sự thật sự một sự thay đổi rõ ràng thì lên mua mic đấy, mic xịn và mic đều nó chỉ khác nhau ở chỗ đấy thôi. Tại vì cái lượng uh, distortion tức là lượng biến dạng ở trong cái mic xịn nó sẽ ít hơn đối với cái một cái mic tầm thường. Đó, đối với mic tầm thường các bạn bị biến dạng nhiều quá nên nên là đôi khi các bạn chỉ kéo nhẹ một cái nó sẽ bị ảnh hưởng tất cả các vùng còn lại. Nhưng mà đối với cái mix xịn ấy thì các bạn chỉ cần kéo nhẹ tại một điểm thôi, những cái biển còn lại nó sẽ không bị biến dạng theo. Đó nó không bị biến dạng theo mà nó chỉ biến dạng tại một cái vùng bạn bạn kéo thôi. Cái tỷ lệ biến dạng nó nó rất là thấp. Đó lý do tại sao là chúng ta cần phải uh, nhiều khi là đó thì như mình nói là uh, mix phải hợp với giọng này. Đúng không ạ? Mỗi người sẽ thừa mix này, đối với kỹ sư thì mix lại phụ thuộc vào cách các bạn sử dụng uh, EQ sử dụng chính chính xác là EQ nhiều nhiều hơn là so với khác. Uh, và đấy là những cái cái điều cơ bản nhất, còn tất nhiên là khi các bạn muốn thu âm hay thì các bạn cần phải có một phòng thu âm tốt này, đạt đủ độ vang này. Các bạn hiểu rằng là quá trình mix của các bạn nữa thì các con chỉ có quá trình mix của các bạn thì các bạn uh, mix EQ à đúng rồi có một vấn đề. Đó chính là khi các bạn mix nhạc. Cái này thì có lẽ là mình thấy một ít ít người người ta khám phá được. Thật sự là mọi người sẽ chỉnh Mọi người hay suy nghĩ thế này trong quá trình mix nhạc Đây là một cái video mình kiểu nói chuyện thôi Mình sẽ không edit cái video này đâu Mình up thẳng lên đấy Thì có thể là sau này mình sẽ xóa cái video này Nhưng bạn nào xem được thì xem đó Mình, mình cũng không có thời gian làm video ờ, Hiện tại thì cũng kiểu không có kinh tế Mà đang kiểu làm mọi thứ để phục vụ tương lai ờ, Cho một cái nền kinh tế tốt hơn Thành ra là giờ mình đó thích Ừ, mình cũng không kêu ca đòi hỏi donate thì đâu nhưng mà các bạn donate thì các bạn cứ donate thôi <laughs> đùa vậy thôi có một cái điều là trong mic nhạc mà rất nhiều người à mình nói chung là cái chuyện mà mic này đồ đạc thì tùy kinh tế các bạn nhé đấy các bạn cứ đừng đừng có mua mua mic xịn quá hoặc là tại vì mình thấy rằng nhiều người sử dụng mix xịn cũng không hát hay bằng cũng không 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 dùng hay chính xác là không dùng hay Uh, như mấy bạn dùng mic đẻo đâu đó thì thì uh, cái quay vậy thì vậy thì tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về cái gì thứ nữa uh, vậy thì chúng ta sẽ là hãy mua mic trong thầm tiền của bạn và sử dụng tất cả các cái kỹ năng của bạn để khiến nó trở nên tốt nhất Tất nhiên là khi bạn có điều kiện Bạn được dùng đồ xịn thì bạn có thể tốt hơn tốt hơn nữa nhưng mà hãy là tốt nhất trong điều kiện bạn có và bạn hãy nghĩ rằng là cách đây khoảng tầm 15 25 tại vì tất cả những cái mic bây giờ đúng không hiện đại bây giờ kể cả nêu chờ hoặc là cái cái gì 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 đó đó ờ, mấy chục uh, triệu đô à mấy chục triệu uh, Việt Nam đồng hoặc là mấy nghìn nghìn đô gì đó thì nó chỉ là cái câu chuyện mà mới đây thôi còn cái cái câu chuyện cách đây khoảng tầm 25 khi thời kỳ giờ Beatles bắt đầu hát quẩy quanh thế giới đến cái thời kỳ năm 90 nó vẫn chỉ sử dụng những cái mic mà nó rất tầm thường, rất rẻ tiền. đó, có những cái mic xịn bây giờ nó nó chỉ mới có thôi chứ không không phải là 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 là, là ấy đâu. nếu mà các bạn cảm thấy là nghe nhạc cũ mà các thần thấy hay á thì các bạn hãy nghĩ rằng là với cái mic đẻo như các bạn ít tiền như các bạn thì vẫn sẽ hay được như thế. đó quan trọng là các bạn muốn các bạn hiểu nó đến mức nào và các bạn có thể làm việc hết sức của nó, hết cái, cái chức năng của nó như nào. còn nếu các bạn sử dụng mic xịn thì rất là ok đúng không ạ có thể là các bạn mix xịn thì cái là các bạn sẽ sử dụng đồ xịn đấy thì được các bạn được cái là các bạn sẽ học rất nhanh đúng không ạ Lâng cao trình độ rất nhanh ờ, nhưng mà khi người ta sử dụng xịn quá thì người ta sẽ không thấy cái điểm yếu không cái điểm yếu trong âm thanh khi các bạn sử dụng cả đều cả xịn thì các bạn mới phân biệt là à cái này nó xịn cái này là đều bởi vì cái lý do nó là như thế này thì các bạn mới nhận ra được đó thì các bạn hãy sử dụng hết mức các bạn có thể sau đó là các bạn nên lên cân dần thôi cuộc sống mà phải tiến bước chứ các bạn là hay ho sẵn rồi thì các bạn sẽ không biết ở dưới gốc rễ nó là cái gì đâu đó thì khi các bạn uh, rồi tiếp theo là là mic nhạc mic nhạc đi mic mic von cờ đi mic von cờ uh, có một cái quan điểm đó chính là mọi người hay mic vôn cờ theo kiểu là sử dụng EQ rất nhiều Thực tế mà nói thì các bạn không nên sử dụng EQ nhiều như mình nói vừa nãy là Khi sử dụng EQ nó tác động đến giải tần số Mà khi các giải tần số bị biến dạng âm thanh đúng không ạ từ mic từ sao cạc từ đồ nghề ba 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 ba, 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 ba. vậy thì khi các bạn tác động vậy, vào eq nó khiến âm thanh bị biến dạng mà khi âm thanh biến dạng như thế người ta hay khuyên hay khuyên là sử dụng uh, giảm eq nhiều hơn là tăng eq ví dụ như các bạn muốn hai thì các bạn giảm lows đúng không? hoặc là bạn, bạn muốn trầm thì các bạn lại giảm hai chứ bạn không lên tăng lên bởi vì sao khi bạn giảm thì nó sẽ giảm cái 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 distortion tức là cái độ biến dạng của âm thanh nhưng mà khi bạn tăng nó lên thì các bạn lại tăng độ biến dạng mà đối với mic condenser nó có nhiều sự biến dạng như thế trên cái từng dải nó sẽ bị ảnh hưởng đến các cái 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 bề mặt khác của tần số ví dụ như bạn tăng phần 2 thì tự nhiên là phần bên cạnh hai hoặc là bên cạnh hạn nó cũng bị biến dạng theo mà mức mức biến dạng của mic condenser nó nhiều hơn tất cả các loại mic khác đó mic chính vì thế mà chúng ta nên giảm eq nhiều hơn là tăng eq Đây, các bạn nhớ là để, để để mục đích duy nhất là giảm sự biến dạng thôi đó và thứ hai là khi chúng ta thấy bạn các bạn mà thấy là mấy ông mà sử dụng EQ mà cứ kéo mẹ xuống tận dưới 12 dB mà hoặc là tăng trên 12 dB đó là các ông ấy tăng cái sự biến dạng vô địch của âm thanh là các ông không hiểu biết, biết gì về 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 về, về cách thu âm của xử lý đâu Bởi vì khi các bạn tăng quá nhiều như thế như mình nói sẽ bị rất bị biến dạng thế khi bạn tăng là bạn lên giới hạn mức tăng trên dưới 12 dB mà thôi chứ không không nên tăng À, dưới dưới 12 decibel nó không tăng nhiều quá nhá. Tăng nhiều quá rất nguy hiểm. Và thường thường là mình và và khi các bạn nhớ rằng là khi người ta sản xuất một cái mic nó có một cái gọi là uh, frequency response và đa số tất cả các mic đúng không ạ, xịn Nếu các bạn mua khoảng tầm vài triệu đổ lên, cái frequency cái tần số giải tần số đáp ứng nó rất là đều. Đúng không ạ? Nó rất là đều, nó chỉ chênh lệch khoảng tầm 3 decibel trong một giải âm thanh và giọng hát của mình thôi. Vậy thì rõ ràng là nó là một sự chân thực rồi. Vậy thì chúng ta tăng để làm gì? đúng không ạ thì tăng đơn giản tăng và giảm eq đơn giản đó chính là để cái phần âm thanh đó nó 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 quyện hơn với cái beat vậy thì khi chúng ta sử dụng eq thì chúng ta phải nghĩ đến rằng là cái việc là là tăng giảm làm sao để nó quyện với cái beat ví dụ như là beat chúng ta nó thanh thanh thì chúng ta phải uh, tăng nó làm sao để giảm lâu nó đi để nó nghe nó thanh thanh hoặc là với cái bít nhặt vàng chẳng hạn nghe người ta kiểu thích ấm đúng không thì chúng ta phải giảm hai nó đi một chút thôi để cho giọng nó ấm ấm hơn một chút và thứ hai tiếp theo là vậy thì tăng eq và giảm eq ở điểm nào cái điểm mà khi ta chọn để tăng khoảng tầm 6 dB ấy thường thường là nếu mà các bạn muốn nó thanh hoặc nó giảm thì khoảng tầm 6 dB muốn nhấn mạnh một chỗ thì các bạn phải tăng khoảng tầm trên 6 dB đấy là gọi là gọi là điểm nhấn đó điểm nhấn tức là các bạn phải hiểu rằng là khi mix nhà mix, Fonsky, mix giọng hát thì nó sẽ có một cái gọi là để uh, EQ để quyện với âm thanh có thể là khiến giọng hát sáng hơn hoặc tối hơn để nó quyện với cái bài beat của mình và thứ hai là EQ điểm nhấn điểm nhấn ở đây là cái gì điểm nhấn ở đây là nó nó nhấn mạnh vào âm sắc như mình nói ở ban đầu đó chính là mỗi giọng con người ta sẽ có một cái âm sắc khác nhau và 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 khi các bạn chọn được cái điểm nhấn của từng giọng rồi thì các bạn sẽ khiến cho giọng nó thực ấy kiểu giọng nó thực ấy đó chứ không phải là giọng của một người khác đó, nó giọng là thực và nó, nó 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 sáng thì các bạn phải chọn là cái điểm đấy. Cái điểm đấy nó rơi khoảng tầm uh, trên dưới 500 Hz, tùy từng người, tùy từng giọng. Thì các bạn cứ kéo nó lên các bạn sẽ thấy là cái điểm đấy nó nó cực kỳ cực kỳ nổi bật. Nói chung là cái điểm nổi bật mà là hay nhất trong cái giọng của mình, nó khiến nó giọng mình ngọt nhất ở đó đấy. Và ở cái đoạn mà tầm từ từ tầm, tầm tầm trên khoảng tầm 5000 Hz, 5K Hz Thì nó có một cái điểm xấu điểm đấy thì tùy các bạn nhé nó là điểm giọng xì giọng diesel đó giọng mà khi các bạn hát những có phần nhiều vần s nhiều quá ấy. thì cái điểm đấy tùy các bạn nhé các bạn thích giảm xuống hay là tăng lên tùy hoặc là các bạn có thể sử dụng cái công cụ DJS các bạn xóa nó đi thì trong ngôn ngữ người việt nam thì sử dụng tiếng xì khá là ít đó khá là ít trừ những ca sĩ nào giọng yếu thì nhiều tiếng xì thôi còn giọng nào mấy thì thì khá là ít vì thế đa số mọi người sẽ ít sử dụng diesel và sử dụng com hay là dia hay là tất cả các công cụ về diamond ấy, thì có lên không? Ờ à, thì cái này lại liên quan đến sự biến dạng. Lại quay lại cái thằng này này, biến dạng này. Đó. Thì thì vậy thì để giảm sự biến dạng tốt nhất các bạn com ít thôi, com ít, com ít thôi, đừng com nhiều. Nhiều người thích com nhiều lắm, mẹ, mẹ nảy uh. Nhưng mà nhưng mà lên com ít. Com ít có có rất nhiều lý do nhưng mà lý do đơn giản nhất là khiến giọng trở lên tự nhiên hơn uh, com ít để làm gì để thực chất com mục đích đầu tiên của com là tránh cái sự vượt giới hạn cần thiết khi âm thanh quá lớn giả dụ như là khi chúng ta hát quá lớn hoặc là gáy quá lớn thì chúng ta cần một cái com để chúng ta giảm cái sự sự lớn đấy lại đúng không ạ để cho nó đỡ bị giật mình thôi nhưng mà thực chất là các bạn lên lên com com nó ít thôi đó lên com ít hơn thì âm thanh nó sẽ mềm mại nó sẽ có từ nhỏ đến to nó sẽ đều đặn và mềm mại hơn thì đấy là cái cái bạn sử dụng com thì nhiều người sử dụng com quá nặng ấy, khiến cho âm thanh nó bị bí com càng nặng âm thanh càng bí nghe âm thanh càng ồn và nhiều noi hơn thì các bạn lên lên com ít thôi và com com ít ở đây là com nữa là chọn cái cái threshold nó ít thôi nó 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 chỉ hơi nảy nảy ở vách com một chút thôi có thể bạn có thể com nặng tùy theo giọng người nhưng mà bạn nên com ít thôi đó thì đó là cái com Uh, tiếp theo là giọng sáng hay tối, à như mình nói là ví dụ như là giọng sáng hay tối thì chúng ta dùng eq mà nhưng mà eq đấy để làm gì để trộn với cả cái âm thanh ban đầu vậy thì muốn vậy thì giọng hát sáng hay giọng hát tối tức cái phẩm chất của giọng ấy cái eq nhiều người bị dĩ sai uh, là eq là khiến cho giọng sáng lên eq không khiến cho giọng sáng lên eq chỉ để hợp với cái beat mà bạn đang hát còn khiến giọng sáng lên không phải EQ mà là môi trường âm thanh đúng không ạ ví dụ như là khi chúng ta hát trong nhà xí đúng không ạ trong nhà vệ sinh thì chúng ta cảm thấy là giọng chúng ta ấm hơn hoặc là chúng ta hát ở trong một cái room thia thờ bên ngoài một cái dạp hát thì chúng ta cảm thấy là giọng hát chúng ta vang hơn sáng hơn đó, quality hơn đúng không hoặc là chúng ta hát ở trong một cái hộp đúng không ạ bình cắt tông thì chúng ta thấy là giọng chúng ta ấm và trầm hơn kiểu ôm 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 kiểu kiểu đấy đó, các bạn thử thử xem các bạn thử thử rằng là chui vào vệ sinh các bạn thấy giọng mình sáng hay hay hơn đúng không ạ hoặc là các bạn thử lấy một hùng các tông các bạn để trước mặt này các bạn hát vào trong đó các bạn sẽ thấy là hùng các tông giọng mình ấm hơn hoặc là các bạn ra một cái môi trường nó cao hơn nó tức là ra một cái hội trường các bạn thấy giọng mình nó sáng hơn thì cái phẩm chất của cái giọng hát khiến nó sáng lên hoặc tối đi nó không phải là eq mà nó là reverb đó là điều hầu như tất cả các kỹ sư bị sai ở cái đó đó vì, đó vì họ không phân biệt được cái vấn đề lại EQ và reverb nó khác nhau như thế nào vậy thì nếu mà các bạn nào đã xem cái video này thì rất rất mừng là các bạn đã tiếp cận được một cái thông tin khác hoàn toàn với cái thông tin mà mà lá cải ngoài kia và mình khẳng định là lá cải thật mà đó thì vì nó, nó, nó rất đơn giản vậy thì khiến giọng hát xa hơn sáng hơn hay khiến giọng hát tối hơn khiến giọng hát uh, nó, nó, nó nó tươi hơn thì là các bạn phải dùng reverb vậy re, re, reverb reverb đúng không ạ reverb thì để làm gì reverb và delay để làm gì Reverb là để khiến cho giọng mình nó sáng hoặc nó tối Đúng không? Ví dụ đối với những giọng bạn nào mà các bạn thu cái mic Mic mà bạn nó quá bí hoặc là bị bì hoặc là mic của bạn hoặc là giọng người đó bị 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 trầm ấy Mà các bạn muốn giọng người đó sáng lên thì các bạn Ở trong Reverb nó sẽ có công cụ là tăng high hoặc là tăng low Của cái Reverb đó khiến cho giọng nó sáng lên Hoặc là tối đi các bạn tư thử tăng là các bạn sẽ biết Và uh, vậy vậy thì vậy thì tùy vào giọng hát các bạn sẽ tăng reverb khác nhau để cho giọng hát nó sáng lên hoặc là tối đi hoặc là ấm hơn đó là phải reverb chứ đừng tăng eq eq như vừa nãy mình các bạn là chưa nghe kịp eq thì các bạn quay lại ban đầu để bạn suy nghĩ lại vấn đề eq vì clip này nó hơi nói nhiều và nó nó cũng không có chuẩn bị ra là mình cũng không 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 thấy được Nhưng mà nói chung là các bạn như thế thì đấy là cái cái vậy thì delay để làm gì đúng không ạ delay như các bạn biết nó là một sự độ trễ rồi delay mang tính chất để có có nhiều tính chất tính chất thứ nhất là để tạo không gian đúng ạ thứ chất thứ hai của delay là khiến cho giọng hát nó dài hơn giọng hát nó dài hơn nhất là đối với những bạn nào mà hát uh, nhạc uh, vàng hát chữ tình ballad các bạn yêu cầu cái độ trễ độ delay đó nhiều độ trễ độ delay ấy, nó có tác dụng gì để để cho khiến cho giọng hát của mình nó 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 dài hơn và nó dày hơn bởi sự trồng lớp của âm thanh đó thì đơn giản là dày hơn và dài hơn và và thêm gọi là môi trường không gian ví dụ như là nếu các bạn mix nhạc mà tổng thể ấy, nếu mà von von cờ mà nói nếu mà nếu mà bạn mix giọng hát thì cái delay nó còn chỉ cần nhẹ thôi nó chỉ cần hơi vút đuôi nó đừng có kiểu nhại lại tiếng y hệt mấy ông karaoke là được đừng có nhại lại tiếng đấy nghe đau đầu lắm kiểu cái vang lại tiếng đó cái nhại lại tiếng đó là một cái quy tắc vô cùng sai lầm đối với những người mix nhạc bạn có thể đọc tất cả tài liệu mà chính xác nào của tất cả mọi người đều chửi cái vấn đề này hết tuy nhiên ở việt nam mình á, mọi người bị dạy sai thành ra mọi người hiểu sai cái vấn đề thôi đó thì vậy thì các bạn phải hiểu bản chất của cái độ lập đấy để làm gì đúng không ạ vì thế là khi chúng ta mang độ vặt về đấy các bạn muốn kéo dài luôn âm thanh các bạn chỉ cần vang nhẹ thôi để khiến cho cái phần phần giọng mình nó dày hơn và nó 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 dài hơn đó câu ngân nó ổn định hơn và nó nhiều lớp hơn nghe nó nhiều lớp hơn rõ ràng nó dày hơn rồi vậy thì làm thế nào để giọng hát dày hơn thì rõ ràng nó cần phải dùng delay đó làm thế nào để giọng hát sáng hơn và ấm đi thì nó gọi là vùng reverb đó là cái vấn đề các các bạn sử dụng ừ, khi các bạn minh nhạc các bạn suy nghĩ à, để xem còn chủ cái gì nữa không chắc nó cũng còn nhiều cái nữa đó thì à, đó là những cái nói chung là trong video này thì mình cũng không không có nói nhiều quá các vấn đề đó đâu thì mình cũng cũng tránh là các bạn bị phân tâm nhiều cái nhưng mà đây nói chung là một cái clip nó khá là nhiều thứ mới mẻ mình nghĩ là mới mẻ trong cái những cái hướng dẫn âm thanh mà các bạn đã được xem trên mạng đã được học đã được đã được đọc từ một bất kỳ một ai đó thì những cái kiến thức này là là kiến thức nó phải suy nghĩ rất nhiều qua wow, 30 30 phút các bạn đó thì mình nói ngắn gọn thế thôi và nếu mà những cái clip hay mà chính xác mà có cả phụ lục phụ đề này bảng bỉa mưu lưu thì chắc là chắc phải tầm tầm giữa năm nay thì mình mình bây giờ cũng khá là bận nhiều thứ linh tinh để chuẩn bị tương lai đó thì bây giờ mình đang kiểu làm một số cái để chuẩn bị cho các bạn nữa trong trong thời gian chắc là tầm giữa giữa năm thì mình sẽ xong đó thì mục đích là gì mục đích để mình tạo kinh tế cho mình vì thật sự bây giờ mình vẫn mình tiêu hết số năm vừa rồi mình tiêu hết số tiền mình ở nhà mà. mình tiêu hết số tiền của mình rồi thì hiện giờ đang đang móm và ăn bám đó. Thì cũng không có thời gian làm làm video cho các bạn. Đấy. Thì các bạn có thể thấy rằng là cái những cái nội dung của mình mình đưa ra các bạn thì mình đảm bảo là những cái nội dung đấy thực sự thì cũng chẳng chẳng ai đưa cho các bạn. Bởi vì có nhiều lý do. Bởi vì có nhiều lý do. Uh, lý do về đắc nhân tâm về lịch chiến lược kinh doanh về cái này thế nọ trai và thứ hai là người ta cũng không thích dạy khôn các bạn và thứ hai tiếp theo là nhiều người cũng không thích được dạy khôn, ok uhm, vì thế là tại sao có rất nhiều có một số bạn sẽ hỏi là anh ơi anh có dạy em uh, online hoặc dạy, dạy thế này đến nọ thế trai không Thật sự là mình mình cũng ngại dậy lắm vì mình cũng gặp một vài người Dậy nhưng mà thật sự là những cái kiến thức như này các bạn như các bạn nghe vừa thấy đấy nó hơi bị uh, nhiều mà khi các bạn học mà các bạn không có sự tổng hợp từ a đến z của một vấn đề á thì các bạn bị gãy mà như mình nói là đấy từ mix nhạc nó lại liên quan đến vấn đề phòng thu với vấn đề thu âm với vấn đề vang, nó lại liên quan đến mix mặc dù mà mọi thứ nó không liên quan đến nhau hết mọi người đơn giản là chỉ học mix nhạc đơn giản là em chỉ muốn là tăng eq ở chỗ này giảm eq ở okay, kia anh làm sao cho em đúng dẫn những cái đấy nó không phải là cái vấn đề ở eq ừ, nó lại là vấn đề ở chỗ khác và khi người ta không hiểu cái vấn đề đấy người ta khi người ta học về mixing và mastering người ta sẽ học bị sai đường và khi họ bị sai đường họ sẽ tự nhiên thấy cái bài giảng của mình hoặc là những cái phần chia sẻ của mình họ thấy nó mệt mỏi đi ông nói toàn những cái điều mà tôi có nghĩa là tôi không cần nhưng mà thực ra là nó những cái điều cơ bản để các bạn có thể là thực hiện tốt trong những cái phần khác thôi đó các bạn không cần thế nên mình mình cũng rất hạn chế mình vấn đề là dạy nhận dạy hoặc là thế này nó trai trừ khi những bạn nào mà thật sự mà thật sự tin tưởng mình tại vì mình dạy một khi mà mình dạy thì giống như bây giờ mình đang nói chuyện thôi nó tào lao tào lưa nó nhiều vấn đề lôm cô linh tinh lắm đó nhưng mà thật sự phải có kiên trì thì mới 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 hiểu được. Và thứ hai cũng phải học văn sinh phân sinh uh, lý hóa sử địa tốt thì mới mới ấy được. Mình biết là cái ngành âm nhạc này thì nhiều người cũng không có có kiên trì được đâu. Ờ, nhiều người cũng chỉ nghĩ là ở ờ, tôi chỉ muốn thế này tạm tạm thôi, nhưng mà đối với những người kỹ càng hơn, người ta muốn sâu hơn thì người ta sẽ thử thách nhiều hơn. Bản thân mình cũng thế thôi, mình mix nhạc, nói mix nhạc thì mình cũng hay thử thách mình. Tức là mình sẽ sử dụng nhiều công thức khác nhau tức mình không không sử dụng một công thức xác định còn nếu mà mình sử dụng công thức xác định thì mình sử dụng luôn preset ở trong Cubase cho nó nhanh nó ta xét sẵn rồi cài vào là xong mà đỡ phải dùng hoặc là bạn sử dụng phần mềm là isotom là isotope đó người ta có sẵn các cái bản mix luôn cho từng nhạc cụ nhưng mà các bạn chỉnh thế nào cho phù hợp với các bạn ôi, dồi ôi các bạn không chỉnh được đâu vì các bạn đã không hiểu được những cái cơ bản thì sử dụng preset sử dụng những cái có sẵn các bạn cũng không thể hay bằng những người mà người ta là 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 phải suy nghĩ về vấn đề đấy và thứ hai là đối với âm nhạc phải tạo ra một cái chất riêng. Nếu các bạn sử dụng cái chất chung ấy thì nghe nó khá là mở nhạc nhiều nhiều người, nhiều người mình thấy nhiều nhóm nhiều groups âm nhạc lào thì bàn luận về vấn đề này và lợi ích kia nhưng mà vấn đề nó lại không đi vào đường sâu và cốt lõi của vấn đề. Họ chỉ nói những vấn đề bề mặt để làm gì để thu hút những người ta vào groups. Thứ hai là cũng uh, mục đích là là để kinh doanh buôn bán đấy. Thì sau này người ta mình cũng để kinh doanh buôn bán thôi nhưng mà mình muốn là mọi người sẽ có một cái tư tưởng nhất định và thứ hai là đó lại quay về vấn đề là nhận học sinh hay không ngôi rồi mình nói thật là mình chịu học sinh của mình mà không đủ kiên nhẫn không đủ kiên trì không đủ ấy thì chịu thứ hai là học rất là tốn kém vừa mất thời gian phải đánh đổi cả, cả, cả giống như kiểu mình đi học đại học các bạn phải đánh đổi 5 năm học đại học đó thì các bạn làm sao mà các bạn để học về mixing master uh, học về phối nhạc hòa thanh phối khí mà các bạn để học trong vòng uh, chục buổi nhạc được các bạn phải suy nghĩ cái vấn đề đó đúng không ạ làm sao mà, mà người người ta người ta là một người học hòa thanh phối khí sáng tới chỉ người ta mất mất bảy năm học cái đó kèm theo trước đó là các bạn phải học 7 năm để lên cái gì chuyên nghiệp cái gì gì đó oh, ok uh, gọi là chơi nhạc cụ chuyên nghiệp đó, đó thì phải mất đó về mười mấy năm người ta hy sinh tuổi thanh xuân người ta mới thành thành người nổi tiếng đây các bạn bạn các bạn muốn là thành công nó nhanh học cái gì cũng nhanh nhưng mà chịu học nhanh thì khi các bạn phải có cái tư duy tổng hợp tốt thì các bạn học rất là nhanh nhưng mà đa số thì mình thấy mọi người cũng không có cái tư duy tổng hợp tốt đâu đó thì mọi người hay học cái này kiểu như là khi bạn lên youtube các bạn thấy cái này hay thì các bạn xem các bạn cần cái gì thì các bạn mới xem còn đôi khi có những cái không cần thì các bạn không xem ví dụ như là trong cái youtube uh, không chuyên của mình cũng thế thôi các bạn rất thích hay xem mấy cái chủ đề như kiểu là ghi âm như thế nào này xong uh, thu âm như thế nào nhưng mà trong cái đấy các bạn lại không kiểu Uh, không 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 tự uh, xem thêm những cái clip khác thì vì trong những cái clip đấy ở những clip phía sau nữa nó là những cái clip mở rộng những cái chức năng mở rộng để các bạn có thể là edit, co kéo, chỉnh sửa nó lợi hại hơn đó thì thật sự là là là, là, là nó... vậy vì mọi người hay thói quen là cần gì học đấy thành ra là nói chuyện dạy chịu 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 kinh phí thì đắt đúng không ạ bây giờ dạy xong các bạn cứ thấy tốn tiền cho các bạn lại không không đi về đâu cả đó thì nên là mọi người hay nên là mình không mình không dạy thì mình, mình dạy nó nhiều thứ không liên quan đến vấn đề chúng ta cần đó còn nhưng mà khi các bạn đã hiểu được hết rồi thì nó lại thấy là việc đó là cần đó trong khi là tất cả những cái giáo trình mình thấy mình xem mình xem qua tất cả giáo trình của rất nhiều người cái, cái đề cương của họ mình đã thấy là là họ bỏ qua những cái lý thuyết cơ bản rất là nhiều những cái mà kiểu lập luận để mà suy nghĩ để mà suy tư rất là nhiều trong rất nhiều cái cuốn sách mình đọc ấy thì cái việc mà để dạy sử dụng phần mềm thì họ không không có dạy đâu. Họ sẽ dạy chủ yếu là cách để gọi suy nghĩ tại sao lại như thế, tại sao lại như thế. Còn đa số mọi người sẽ dạy là a à, để sử dụng EQ thì phải căn chỗ này nó lên chỗ này nó đúng theo kiểu một công thức giống như kiểu giải toán là cần một công thức vậy. Nhưng mà rõ ràng âm thanh không âm thanh âm nhạc nó không phải là một bộ môn toán học, nó là một bộ môn nghệ thuật đó và nghệ thuật tất nhiên nó nó dựa nhiều trên sự cảm tính cá nhân là chính và thứ hai nó vừa mang tính yếu tố kỹ thuật kỹ thuật ở đây là các bạn biết sử dụng công cụ còn mang tính cá nhân thì như mình nói là có người thích giọng mình nó trầm có người thích giọng mình nó cao vì thế là không phải lúc nào cũng sử dụng cái này nó theo cái này mà theo cái sở thích cá nhân của mỗi người thì đó là cái cái quan điểm của mọi người đó đấy là mình thấy cũng cũng nhiều cái hay Ngoài ra thì các bạn khi mình lên diễn đàn mình cũng hay có gặp những cái thanh niên Tất nhiên là mình lên diễn đàn mình cũng không có ý kiến gì đâu Nhưng mà mình hay gặp những cái thanh niên mà xe uh, mấy cái project lên xong bị người khác chửi thì ra mình cũng chẳng quan tâm đến vấn đề là người ta sẽ xe project Hay là xe cái 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 bản 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 hát người ta, bản cover người ta để xin người khác nhận xét Vì đa số mọi người xe lên là mọi người muốn được khen rồi Chứ nhận xét cái mô gì, một xét mô nó chửi à Đó <laughs> Vậy Vậy thì Uh, nhưng mà nhưng mà mình thấy có rất nhiều người có tâm cơ ở trong các group mình mình không thích cái, cái điều đó đó là cái sự chia sẻ của mình thôi và mọi người có thể nghe hay không nghe thì tùy <laughs> về cái bản cái kênh youtube này của mình cũng thế thôi đó thì thật ra mình cũng có tâm cơ nhưng mà cái tâm cơ của mình là mình muốn là mọi người đó như mọi người xem video mọi người thấy rằng là có một cái suy nghĩ khác một lối đi khác và mình sẽ đưa cho các bạn cái giá trị khác so với giá trị mọi người nhận được thì đấy đấy là thật sự là cho những anh bạn nào mà bạn ý thật sự mong muốn thật sự mong muốn còn khi người ta đã làm việc với tâm cơ thì thường là bạn thấy thấy được, youtube thì người ta cũng sẽ hời hợt các vấn đề này thôi Rồi uh... thật ra là mình nói hơi ngoài lề chẳng thấy liên quan quá ấy. à chú ý là cái clip này mình không có edit mình áp thẳng đấy lười quá không có thời gian làm bây giờ phải làm nhiều cái để kiếm tiền đó ờ um... À, còn suy nghĩ cái vấn đề gì nhỉ xem có chủ đề gì không à hôm trước có bạn hỏi là em sử dụng mic uh, cái gì uh, pk 200 trăm à mic bảy trăm nghìn đúng không Ờ à, thì mình có sớt qua Thực ra mình không không có ngại ngại rep bạn ấy vì nhiều khi là nó động chạm mình thấy nhiều bạn nhiều bạn nhiều bạn hỏi là anh ơi em uh, sử dụng mic này mic kia Thế này thế kia là không nhiều khi mình nhận xét là bằng cái mic này nó nó, nó không nó không được tốt thì kiểu dạng như là họ tại vì mình thấy là nó có nhiều hãng bán bán đồ mình thì mình không bán đồ ở trên này. Đó. Nhưng mà mình nhìn thấy nhiều bạn uh, bán đồ livestream hoặc là nhiều bạn bạn bán toàn những cái đồ mà nó rẻ tiền rất rất là rẻ tiền thì cũng ok. Uh, rẻ tiền combo nhưng mà combo rẻ tiền của nó lên tận uh, cái gì? Rẻ nhất là 3 triệu 3 triệu thì thôi các bạn cầm mẹ tiền đấy các bạn nói thật nói thật các bạn 3 triệu các bạn mua đồ mới thì các bạn mua xử những cái đồ như kiểu sao cạc tất cả thiết bị âm thanh tốt nhưng mà đồ cũ đi cũng bằng 3 triệu đồ cũ 3 triệu rồi nó rơi khoảng tầm 5 triệu tiền mới vậy 5 triệu đồ mới và đồ à. âm thanh thì đa số là nó nó, nó ít khi hỏng 5 triệu đồ mới các bạn rất là mua được cái sao cạc nó kiểm âm nó kiểm âm đều đều khoảng tầm ấy thôi khoảng không, không không kiểm âm nó tai nghe đi đó Mua tai nghe đi mua ấy đi thì các bạn cũng 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 được một cái bộ ngon hơn một cái bộ mới nhưng mà chất lượng thấp đó thì các bạn mua mua đồ cũ cũng được mà đó thì, ừ, nhưng mà theo mình thì hạn chế mua những cái đồ mà 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 có chữ live stream nghe tệ mình nghe thấy phẩm chất nó thấp rồi thứ hai là các bạn khi bạn xác định khi bạn mua hàng nó sẽ xác định mục tiêu không mua ai cần ai còn ai kiếp cái gì không mua k 10 k biết bản thân những cái cái mic cái đấy nó sử dụng uh, dành cho những cái mic uh, nguồn điện 5V livestream ở uh, của nó là livestream điện thoại không phải livestream máy tính đúng không ạ cũng không phải dùng để sản, sản, xuất ra sản phẩm âm nhạc vì thế là đối với việc mà livestream điện thoại mà thì tất nhiên là âm thanh của điện thoại âm thanh đúng không ạ à, dùng dụng điện thoại mà cắm vào điện thoại đúng không thì rõ ràng âm thanh trên điện thoại nó sẽ chất lượng kém và và cái này liên quan đến chất lượng âm thanh nhá chất lượng âm thanh trên điện thoại ấy, nó giờ cũng chỉ khoảng tầm dưới 16 bit thôi và nó có dòng khoảng tầm 32 k uh, hạt dẹt simple gì đó nhưng mà đối với các bạn làm nhạc uh, bằng Cubase đúng không? gọi là project trên Cubase uh, hoặc là project trên các cái này bạn toàn set project 48 k hz 24 bit đó là điều tối thiểu vậy thì cái chất lượng cái chất lượng đầu vào cái chất lượng xử lý nó đã khác nhau các bạn nào mà để ý nhất là các bạn đã bật âm thanh trên lần 96kHz. Các bạn có thấy là âm thanh nó rất là hay, rất là cao. Đúng không ạ? Nghe nghe nó khác hẳn đối với âm thanh 16 bit. Đôi khi các bạn sẽ nghe thấy rằng là âm thanh 44 hz 16 bit các bạn nghe thấy hay, up lên YouTube nghe cực hay cực mịn. Đó là cái bí kíp là khi các bạn muốn, các bạn muốn xem một cái project cho người ta mà bạn muốn giấu giếm cái độ uh, gọi là mic lởm này, đồ lởm, giọng hát lởm thì các bạn cứ xuất cho mình định dạng thấp thôi định dạng 4.1 kHz và 16 bit. Đó, hoặc là 320 uh, MB3 320 kHz hoặc là đó, đó 320 thì các bạn sẽ tại tại sao chất lượng thấp, chất lượng thấp thì nó sẽ uh, làm mờ đi tất cả các giải harmonic như ban đầu mình nói, giải harmonic cái giải distortion, cái giải uh, các bạn luyến lái phô nó cũng sẽ bị 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 bớt đi nhá. Đó, thì các bạn tuy nhiên các bạn sẽ có một bản nhạc nhạc hay hơn đó cái này thì, thì 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 trước mình có đọc rồi mình mình quên đấy vừa lấy thì mình cũng quên bây giờ mình mới nói đó làm nhảm chán và nó đầu nói bí kíp hay các bạn vì thế là nếu các bạn là muốn các bạn là giọng đã đã thấp rồi đã đã kiểu tệ tệ rồi tất nhiên các bạn lên sức chất lượng tệ nó không phải là 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 là, là cái gì gì xấu xa đâu nhưng mà nó là một điều tốt cho bạn bởi vì trên youtube trên youtube trên facebook các bạn hoàn toàn áp được uh, 44.1 kHz và hoặc là 32.000 kHz và 16 bit hoàn toàn các bạn thể áp được âm thanh như thế mà nghe hay á, nghe hay á. Còn nếu các bạn mà mà lỡ mà áp lên kiểu chất lượng tốt ấy, các bạn đã thử xem thử xem cái này các bạn thải thử. Thì các bạn mới thấy cái cái, cái sự lợi hại của việc này. mình mình rốt nhưng mà mình biết cách diếm rốt thì các bạn sẽ trở thành pro. Dụ cho các bạn trở đánh pro không? Đó, đó là một cái mẹo 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 để các bạn. Có một sản phẩm tốt mà không bị quá nhiều lỗi thật sự là nếu mà các bạn nhưng mà khi các bạn xuất ra file thấp hơn xuất ra file thấp hơn các bạn chú ý rằng là khi xuất ra thấp hơn, tất nhiên nó sẽ làm mờ tất cả các cái chi tiết của bạn và tất nhiên nó sẽ làm mờ luôn tất cả các uh, reverb delay ba là blur vì thế là cái bí kíp nhỏ ở đây là các bạn lên làm quá những cái gì ở trên bản mic các bạn lên ví dụ như cái, cái các bạn mix mà các bạn các bạn thấy là các bạn com các bạn reverb các bạn tất cả mọi thứ nó, nó nó, ok rồi nhá ok rồi đó nhưng mà khi bạn chất lượng chất lượng chất lượng thấp thì các bạn cố gắng là là tăng các chỉ số nó to lên một chút ví dụ reverb to lên một chút nghe quá quá một chút nghe quá đà một chút thì các bạn xuất ra nghe nó lại rất là vừa đó là cái 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 cái, cái cũng là một cái gọi là mẹo để các bạn suy nghĩ cách cách làm đó thì có lẽ là video này kết thúc cuộc nói nhảm ở đây thôi bốn là 46 phút và tất nhiên là những người làm mà xem đến đoạn cuối này thì mình nghĩ cũng chịu đựng khá đủ rồi còn về chi tiết các cái nội dung này thì mình sẽ cố gắng là tạo ra một cái gì đó vào tầm giữa năm nay like để cho các bạn cùng xem đó cố gắng theo dõi like và share kênh youtube của mình theo dõi và mình sẽ có những cái hay trong sắp tới tất nhiên là đó như mình nói là kênh youtube của mình sẽ có rất nhiều cái điều mà mà, mà kênh youtube khác không có từ mọi thứ nhưng mà thật ra mình cũng không có thời gian và cũng không có chuẩn bị được tất cả mọi thứ kể cả hướng dẫn làm beat thật ra mình cũng đang kiếm một người gọi là để 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 làm hướng dẫn làm beat nhạc idm nhạc ấy tất cả mình mình cũng làm được nhưng mà các bạn biết đấy để làm phối được một bản nhạc nó nó tốn khá nhiều thời gian bản thân mình là mình kiểu thích những cái dòng như kiểu progressive rock uh, alternative hoặc là những cái dòng nó chill chill kiểu nó percussion nhiều đó ra dùng các kiểu đấy mình làm những cái dòng đấy rất rất là nhanh nó nó kiểu mình nghe rock progressive -pro -pro post các kiểu đó uh, chơi nhạc cụ mộc nó quen rồi thì rất là nhanh nhưng mà để, để là làm nhạc điện tử thì mình làm hơi lâu một tí hơi lâu không phải không làm được mà làm lâu làm lâu đó thì đấy là mình cũng đang kiếm một số bạn để hợp tác làm mấy cái bản đấy để làm hướng dẫn cho các bạn nhưng mà tất nhiên là kiếm cũng khó đi hỏi ông rapper thì ông bảo là em toàn mua beat trên mạng chịu <laughs> mà không công nhận cấp bối đùa thật ý. Hóa ra là mình phát hiện ra là các bố toàn mua beat các bạn, sợ mình, sợ làm beat rap dễ mà có khó gì đâu. Cứ đoạn đầu hai hợp âm sau đó thì đến đoạn vớp các bạn cứ bổ 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 nhịp hip hop vào nhưng mà tốc độ cao. Đó, Cứ đoạn bạn vớp phát là là hơi kiểu filter không? cho âm thanh nó đảo đảo một tí vào đoạn vớp lời một phát là bắt đầu còn bảo có cực kích là tự nhiên nó ra một cái rap đó mà rap thì cũng nhạc nhạc nó cũng đơn giản nó chỉ có simple lặp đi lặp lại thôi Đúng không? hợp âm này một cái medley lên và một kích thế là rất là rap rồi thế là rap rồi còn khi bạn muốn hát co hơn thì các bạn thêm drop thêm biết gì thì nó hơi hát co thì thôi đó thứ hai đối với nhạc điện tử thì đa số mọi như kiểu mình mình quen với cái việc là sử dụng kích uh, drum tức là dùng dụng trống á, quick drum trống tum tất cả mọi thứ nó 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 là kiểu mộc. Còn tất nhiên là nhạc điện tử nó khác nhạc nhạc đấy là chỗ là nó thay vì cái phần kích đấy nó sẽ thay bằng một tiếng kích kèm theo một cái tiếng uh, Sub base bass tức là có tiếng giai điệu vào bên trong có tiếng tính tính tức là tiếng melody bên trong dụ có nốt của của kích có nốt của ấy đó nốt của snare để tạo ra hiệu ứng âm thanh khác nhau thì bạn làm mà mà, mà là hay làm thì dây các bạn sẽ hiểu đó Ờ, còn hôm trước thì mình có, không mà thôi, không muốn nói thêm nữa, nói nhiều mệt lắm. Ờ, Tốt nhất là chào các bạn, hẹn các bạn ở các clip khác. Ờ, clip này thì có thể là một trong trong tương lai sắp tới thì mình sẽ sẽ xóa clip này, sẽ xóa clip này. Đó, thì uh, Ra đây clip chỉ là kiểu nói chuyện talking thôi. Đó. Ok, bye bye, tạm biệt các bạn. À, quên các bạn uh, thấy cái uh, số BIDV ở dưới thì các bạn nhớ donate cho mình nhé tại vì dạo này nghèo quá không có tiền thật sự bây giờ mình nói thật là bây giờ mình còn đang bốc tiền trên bàn thờ đây đấy, để để mục đích để để đấy như vừa nãy mình nói là để mình uh, làm những cái điều mà sắp tới dành cho các bạn thứ hai là mình sẽ làm những cái dành cho tương lai của mình thì ra là mình giờ mình đang trong quá trình là chịu đói chịu khổ nhịn nhịn chịu đựng tất cả mọi thứ à, buồn lắm mẹ nhiều buồn buồn chứ không có tiền buồn chứ các bạn bạn nào mà trải qua cái không có tiền buồn lắm mình mình còn độc thân thì còn may chứ mấy ông mà kiểu có gia đình rồi chắc là sốc khóc đó thì đó là cái chia sẻ của mình thôi đó mỗi người một quan điểm sống mỗi người một cái thì nó khác nhau lắm thì chúc các bạn làm nhà vui vẻ nhớ like và subscribe kênh channel của mình nếu mà điện thể thì đôn đất được cho mình thì càng nhiều và tốt <laughs> xin cảm ơn các bạn à nếu mà bạn nào mà có cần tư vấn à tìm chỗ mua Đồ, đồ, nói chung là đồ âm thanh mà cũ thì có thể hỏi mình Tại vì mình sẽ có những cái chỗ mà kiểu mua ưu đãi này Hoặc là mình có thể đặt mua, đặt mua cho các bạn ở bên các nước khác Về, đa số là đồ của mình mình đặt đặt mua mà có mấy ông Việt Nam bán đâu Còn nếu mà các bạn mua đồ cũ thì thường thường là nó sẽ tùy nhá, tùy, mua đồ cũ sẽ tùy nhá tại vì người ta nó bảo là đồ cũ thì tùy theo người người thải mà nếu mà người ta không dùng ấy thì sẽ có một đội người ta chuyên đi gom kiểu đồ cũ đó thì 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 kiểu có thì mới có thôi không có thì nó cũng không có chứ không không phải là cái nào cũng có nhưng mà theo quan điểm của mình dùng đồ đó chính là các bạn cứ trải nghiệm đi các bạn sẽ thấy hay mà đó các bạn sẽ thấy là cái nào nó tốt cái nào không và thậm chí là khi các bạn dùng xong các bạn sẽ thấy là ơ ấy đó Lúc trước thì mình có một thằng em nó hỏi là ơ thế anh tư vấn thế này thì tư vấn làm cái gì nhưng mà căn bản là ông ấy có cái câu hỏi nhưng mà ông ấy lại có cái quan điểm là kiểu tiền thì ít nhưng mà muốn hít thơm ấy đó thì ra là mình buồn cười rất nhiều người có tư tưởng là tiền ít hít thơm đó còn mình nói thật là những cái hàng rẻ thì nó cũng xem xem nhau đâu, không không có phẩm chất gì khác nhau đâu, quá nhiều đâu đó vài triệu thì nó tương đương nhau mà nó cũng không có có khác nhau nhiều lắm đâu đó nhưng mà riêng cái chuyện đã ít tiền ấy thì không có chuyện hít thơm hết thế thì ngon quá thế thì ai cũng muốn đó tất cả những cái giá trị của tất cả các mic được đặt lên thị trường với tầm giá bao nhiêu đó nó không làm ở chỗ là các bạn muốn định giá nó như thế mà nó làm ở chỗ là linh kiện người ta tạo ra và cái mic đấy ở trên thị trường ngoài vấn đề về thương hiệu đúng không ạ thương hiệu đó sẽ tăng một chút giá nhá nhưng mà linh kiện nó sẽ khác nhau thì giá sẽ khác nhau công nghệ sản xuất khác nhau nó sẽ khác nhau nhưng mà công nghệ sản xuất đa số về các cái mic nó sẽ đều 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 không quá tăng quá nhiều vậy thì điểm khác nhau và người ta cũng không muốn là kiểu sản xuất cùng một linh kiện cùng một chất lượng mà 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 kiểu như là bán tranh giá quá nhau quá nhiều vì thế sẽ không ai mua đó ví dụ tại sao cái mic này nó cái giá này thì vì nó nó chỉ tạo ra được cái chất lượng cái sản phẩm, phẩm tương đương với cái giá trị đó thôi thì họ sẽ chỉ bán cái giá trị đó chứ họ không nâng giá lên làm gì hết vì thế là tất cả các mức giá tương đương tiền nhau nó sẽ tương đương nhau hết đúng không ạ giả dụ như cái tự nhiên là trong cùng một giá đó lại nên có cái mic nó lại có siêu xịn siêu xịn bằng cái mic mấy nghìn đô á thế thì để có mà phá giá các bạn chỉ cần suy nghĩ đơn giản đó một sự phá giá thôi là người ta sẽ không làm điều đó và đúng không ạ? Nếu mà các bạn có thể ví dụ như là mình là một nhà sản xuất, mình mà sản xuất được một cái mic với giá thành rất là rẻ nhưng mà cái giá trị của nó bằng cái mic mấy chục nghìn đô thì sẵn sàng mình bán với giá mấy chục nghìn đô. Rõ ràng mình sẽ lợi lãi được nhiều thứ mình lãi được cả công nghiệp sản xuất đó. Đấy là công, câu chuyện của các nhà sản xuất. Nhưng mà đa số các ông đều không hiểu không có chiến lược kinh doanh, không có tư duy kinh doanh, không có tư duy về thẩm mỹ, không có tư duy gì, gì đấy. Thì làm sao các bạn hiểu được cái vấn đề là tiền nào đó chỉ là của đấy mà thôi. Đúng không ạ? Tiền ít thì không thể hít nồn thơm được đó cái này đấy là cái điều nghĩ con nghĩ rất là cơ bản thế thôi thứ hai là các bạn khi bạn chọn các bạn phải chọn dựa theo cái đừng chọn theo giá tiền tiền mình chỉ có từng thế và chọn chủ yếu là theo mục đích của mình sử dụng nếu mục đích của mình sử dụng hát để cover không phải để livestream bất cứ cái nào cũng được nhưng khi các bạn muốn hát livestream muốn thu âm trực tiếp các bạn muốn là nó có cái này có cái kia thì các bạn phải mua những cái mà nó có hỗ trợ những cái livestream những cái như thế ở trong cái phần mềm tích hợp vào bên trong đó là cái các bạn phải chọn đó nhiều người không hiểu. em nghèo em mười hai làm gì có chuyện à, có À, gì nữa nhỉ hết nó nhiều mệt khát nước chẳng có nước mà uống buồn cười cười